video của kênh YouTube Tomato Hường chia sẻ về tạo danh sách và thêm email khách hàng vào danh sách đối với GetResponse. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo danh sách. Ở trong giao diện của GetResponse, mỗi danh sách ứng với một nhóm email khách hàng. Ví dụ như chúng ta nhóm thứ nhất dành cho những người họ mua sản phẩm này, nhóm thứ hai mua sản phẩm B, nhóm thứ ba mua sản phẩm C, hoặc nhóm thứ nhất là những người chúng ta đã tư vấn, nhóm thứ hai là những người đăng ký nhận quà tặng, nhóm thứ ba là những người khách hàng đã mua hàng của mình và chúng ta chăm sóc khách hàng lại. Chúng ta phân nhóm ra thì mỗi danh sách nó sẽ là một lượng khách hàng riêng biệt. Bây giờ chúng ta sẽ tạo danh sách để chứa cái email ha, chứa cái email thuộc nhóm đó. Ví dụ tạo danh sách những người họ đã mua hàng của mình và chúng ta chăm sóc khách hàng, thì là chúng ta gom nó vào một cái danh sách vào GetResponse. Video trước Hường đã hướng dẫn cách đăng ký rồi, thì chúng ta dùng cái thông tin email và cái password, cái mật khẩu đăng nhập vào cái GetResponse. Nó sẽ ra giao diện như thế này. Bây giờ nếu mọi người muốn tiếng Việt thì chúng ta bấm vào góc bên dưới này English. Chúng ta chọn tiếng Việt. Tiếng Việt ở đây, bấm vô. Nó sẽ ra giao diện tiếng Việt nếu như các bạn thích xài tiếng Việt. Rồi ở đây bây giờ làm nào để tạo cái danh sách? Chúng ta bấm vào chữ danh bạ. Tạo danh bạ ha, dịch là danh bạ, danh sách gì cũng được. Rồi tạo danh bạ, bấm vào nút tạo danh bạ. Ví dụ chúng ta tạo là những khách hàng cũ. Khách hàng cũ. Thì chúng ta tạo một cái danh sách tên và tạo. Đấy. Nhưng mà cái tên này là do có người đặt rồi nên chúng ta phải đặt lại. Ví dụ khách hàng cũ 2020 chẳng hạn. Tạo. Rồi ok. Như vậy chúng ta đã có danh sách nơi mà trước khách hàng đã mua hàng của chúng ta rồi. Chúng ta muốn đặt cái tên gì đó cũng được. Hoặc là khách hàng mới, hoặc là những người khách hàng họ đã nhận quà tặng nhưng chưa mua hàng thì tùy. Tạo danh bạ, chúng ta đã tạo một cái danh bạ đó là khách hàng cũ rồi đấy. Thì bây giờ làm thế nào để thêm email vào đây? Ví dụ như để mà thêm cái email vào cái danh sách này ấy, thì cách thứ nhất là chúng ta tạo một cái form. Cách nhất chúng ta có thể tạo một cái form giống vậy. Nếu mà người vào tomatohuong.com sẽ thấy một cái form như thế này. Chúng ta tạo một cái form ở trên đây, ở trên website của mình. Sau đó kết nối cái website của mình với hệ thống GetResponse, với hệ thống gửi thư tự động này nè. Thì chúng ta sẽ thu được email qua cái form như thế này. Chúng ta có thể thu tên, email hoặc số điện thoại gì đó thì tùy. Nhưng mà chúng ta có thể tạo cái form như thế này. Sau khi khách hàng điền cái form này thì nó vào cái hệ thống thư của mình, vào cái danh sách mà chúng ta đã tạo và kết nối. Chúng ta sẽ có cách kết nối cái danh sách này với cái form này. Nhưng mà ở video tiếp theo Hường sẽ hướng dẫn. Bây giờ Hường hướng dẫn cái dễ trước để cho mọi người làm đã đi ha. Bây giờ khi mà mình có danh sách này thì mình có hai cách để thu email. Thứ nhất là chúng ta tạo một cái form như thế này. Cách thứ hai là chúng ta không có tạo, chưa có biết cách tạo form, chưa có biết kết nối website thì chúng ta có thể tự add email vô. Ví dụ như trong quá trình mình tương tác với khách hàng, họ cho email mình qua cái form Google Form chẳng hạn, hoặc là họ chat với mình, họ cho mình email, hoặc là ở trong chatbot họ để lại email cho mình ấy, thì chúng ta có thể tự động tức là add email bằng cách thủ công, tự add vô được ha. Thì chúng ta bấm vào cái chỗ mà thêm liên lạc. Thì chúng ta chọn danh bạ. Ở đây nó có rất là nhiều danh bạ chúng ta đã tạo trước đó rồi. Chúng ta có thể là thêm, chúng ta chọn danh bạ nào đó. Còn cái này chúng ta đang muốn là thêm cái email vào danh sách khách hàng cũ. Thì chúng ta sẽ chọn chế độ là từng bước một, một cách thủ công. Có nghĩa là chúng ta add từng người từng email. Còn cách thứ hai là chúng ta tải nguyên một tệp và sử dụng dịch vụ bên ngoài. Tức là giống kiểu là chúng ta đã có một cái danh sách email và tên, rồi chúng ta tải nguyên cái tệp đó vô. Có nghĩa là chúng ta tải nguyên một cái tệp mà có danh sách họ, tên, email, số điện thoại này đầy đủ vô ấy. Thì theo Hường ấy, thì danh sách của mình add từng người một thì nó sẽ chất lượng hơn. Bởi vì cái tệp của các bạn, trước khi mà các bạn muốn tải lên, bạn phải kiểm tra thử cái tệp đó nó có an toàn hay không, có phải là khách hàng quen của mình hay không, hay là nó có thư rác gì không. Nếu mà cái tệp đó nó quá nhiều cái email rác hoặc là email mà không phải khách hàng của mình thì rất là dễ cái tài khoản GetResponse của các bạn sẽ bị khóa, hoặc là các bạn sẽ bị đánh dấu là một cái tài khoản email, một cái tài khoản GetResponse spam, nó đánh dấu đỏ cảnh báo cho khách hàng ấy. Thì nếu mà muốn test, muốn tải nguyên tệp lên ấy, thì chúng ta cần phải xem cái tệp của mình có an toàn hay không. Còn nếu mà muốn tải từng bước một
Ví dụ như là Hường muốn tải vào cái danh sách là khách hàng cũ, mình copy cái địa chỉ email của khách hàng bỏ ở đây. Mình tự viết vô, nếu mà chúng ta tự viết thì chúng ta xưng hô sao cho nó hợp lý ha. Xưng hô sao cho nó hợp lý để mà hệ thống thư này nó sẽ tự động xưng hô theo kiểu mà chúng ta đã điền vô như thế này. Ví dụ anh Đan hoặc là chị hoặc là cô chú gì đó, chúng ta điền vô cho nó xưng hô đúng. Rồi bấm vào thêm liên lạc. Ok, bây giờ nó đã thêm cho mình vào cái danh sách. Ok, Hường đã hướng dẫn xong mọi người cách tạo danh sách và thêm email khách hàng vào danh sách. Video tiếp theo Hường sẽ hướng dẫn làm nào để gửi thư cho khách hàng, làm thế nào để có thể kết nối cái form với cái hệ thống danh sách khách hàng của mình. Và rất là nhiều thứ ở trên GetResponse nữa, các bạn xem cái video tiếp theo nha. Nhớ đăng ký kênh, subscribe trên YouTube của Hường và comment, bình luận một cái điều gì đó khi các bạn đã xem hết video này. Và tham gia vào đội nhóm ở bên dưới nhé.